Thúy Ngân đăng ảnh mặc áo cổ trễ nải suýt chút nữa lộ hàng, gây chú ý nhất là được ai đó thả thính. Thúy Ngân chia sẻ ảnh gợi cảm trên trường quay của Gian Ninh Man Việt Nam 2021. Tầm chiếu mới của Gian Ninh Man Việt Nam, Thúy Ngân lại đăng loạt ảnh khoe vẻ xinh tươi tại địa điểm ghi hình chương trình, không kín như bưng nữa. Lần này Thúy Ngân mặc váy có phùng cổ trễ nải, khoe khéo xương quai xanh và bờ vai nõn nà. Đáng chú ý hơn, phần cổ vì trễ nải quá sâu nên suýt chút nữa là làm Thúy Ngân lộ hàng. Khi Thúy Ngân tạo dáng chống tay vào hông, sự chú ý đổ dồn lên phần ngực và xương quai xanh của nữ diễn viên. Ở một diễn biến khác, Thúy Ngân chia sẻ thông tin trên Instagram rằng, xung quanh bốn bề là thính, bình tĩnh như em được mấy người. Chẳng biết câu nói này là chỉ phu vơ cho vui hay có hàm ý ám chỉ điều gì nữa không? Trước đó, Thúy Ngân bất ngờ đăng loạt ảnh chụp cùng người đàn ông giấu mặt rồi nói lời yêu thương. Khi dân tình đang đồn đán Thúy Ngân yêu một trong số các thành viên nam của gia Ninh Man thì nữ diễn viên lại kỳ sự thật rằng chỉ là mượn cánh tay của đàn anh Trường Giang để sống ảo chứ chẳng yêu đương gì. Sau đó, thúy ngân liên tục được phan gian ninh man đẩy thuyền với dung phạm liên bình phát trương thế vinh cử hệ thấy thúy ngân thân thiết với thành viên nào là phan gian ninh man lại rộn ràng ghép cặp nhưng vẫn như mọi lần thúy ngân giữ im lặng tuyệt đối nữ diễn viên không lên tiếng đáp trả hay đính chính bất cứ tin đồn nào tập 9 của gian ninh man việt nam 2021 chơi là chạy sẽ lên sóng vào tối chủ nhật ngày 14 tháng 11 năm 2021 trên htv 7 Kênh truyền hình SCTV6 Phim 360 hoàn toàn mới